Nhiều căn hộ bị vỡ cửa kính sau tiếng nổ lớn ở khu đô thị IEC Tứ Hiệp. Tiếng nổ phát ra từ căn nhà liền kề ở khu đô thị IEC Tứ Hiệp, Hà Nội, sáng ngày 25 tháng 4 khiến một số căn hộ chung cư cạnh đó bị ảnh hưởng. Nhiều ô cửa kính vỡ vụn. Rạng sáng ngày 25 tháng 4, sự việc xảy ra tại khu nhà liền kề ở khu đô thị IEC Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Anh Vũ Đình Xiển, ở tầng 27 chung cư IEC, cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, anh nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà liền kề. Tôi ở tầng 27 nhưng tiếng nổ làm rung cả nhà. Có một số căn hộ chung cư bị vỡ cả cửa kính, anh Xiển nói và cho hay nhiều căn liền kề cũng bị vỡ kính. Tại hiện trường, khu vực đường trước căn nhà liền kề phát ra tiếng nổ có la liệt các mảnh kính lớn, vỡ vụn. Một chiếc xe máy đổ phía trước bị biến dạng. Công an huyện Thanh Trì xác nhận sự việc và cho biết sự cố xảy ra ở tầng 1 của căn nhà liền kề. Tại đây vốn để kinh doanh quán ăn. Vị này cũng cho biết không có thương vong trong sự cố trên. Lực lượng khám nghiệm đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân sự cố. Vị này nói với Dinh.